Xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh Nông nghiệp Chân Tâm. Hiện tại Minh Khoa đang ở khu vực xã Vĩnh Hữu của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang để thăm và tư vấn cho một vườn bưởi da xanh. Thì ở chỗ này đây là một cái tổ hợp tác khoảng độ 10 hecta, thì bao gồm trong đó rất là nhiều chủ vườn. Thì hôm nay là mình ghé với vườn chú Phước là vườn đầu tiên bà con ha. Thì cái chủ đề quay ngày hôm nay thì Minh Khoa cũng sẽ chưa biết là mình sẽ quay về cái chủ đề chính là gì. Thì hôm nay mình đi thăm vườn cho các cái chú nông dân ở đây. Thì từng vườn thì nó sẽ có những cái vấn đề, thì mình sẽ chia sẻ lên cái video này, cũng như là mình sẽ làm cái tư liệu để sau này mà mấy chú mà muốn xem lại Bởi vì thật ra khi mà mình đi thăm vườn thì mình nói rất là nhiều, nhưng mà mấy chú là cũng lớn tuổi rồi thì cũng có cái là mấy chú nhớ được, có mấy cái là chú cũng không có nhớ nổi. Thì Minh Khoa muốn quay và chia sẻ trên cái video này để sau này chú sẽ xem lại thì sẽ dễ dàng nắm rõ được là cái vườn mình đang gặp cái tình trạng gì luôn. Thì vườn bưởi của chú thì đã bước vào giai đoạn kinh doanh rồi, đã lấy trái được mấy năm rồi. Thì nó có những cái vấn đề mà Minh Khoa sẽ chia sẻ. Đầu tiên là về mình nói về cái độ lực của cây, cũng cái dạng lá của cây bà con ha. Thì đối với vườn này cái tỷ lệ bị vàng lá tối rễ nó cũng có. Nói chung một vườn ví dụ 200 cây thì nó bị mất khoảng độ 10%, nó khoảng độ 20 cây vàng lá tối rễ. Thì có chia sẻ với chú về cái cách xử lý vàng lá tối rễ, cũng như có gửi thuốc về cho chú xài. Thì đối với những cây ví dụ như thế này thì nó là có cái dấu hiệu là bộ rễ của mình nó bị suy yếu. Mình nhận biết làm sao? Mình nhận biết là cái lá, cái đọt của mình á, nó không được xanh, nó không được mẫn, và cái đọt của mình, cái lá của mình nó nhỏ hơn so với bình thường rất là nhiều. Bởi vì căn bản á, cái lá bưởi nó rất là lớn. Thậm chí lá bưởi của mình nhiều lúc là nó lớn bằng cả bàn tay của mình. Tuy nhiên thì ở đây thì cái lá của mình nó khá là nhỏ, nó bị teo lại. Thì đối với những trường hợp này nó đã bị ảnh hưởng bộ rễ khá là nhiều, và bị trong một thời gian nó kéo khá là dài thì nó mới teo nhỏ cái lá lại của mình được. Như vậy. Và những cái lá chân như thế này, đây, những phần lá như này nó bị vàng. Đây là những cái biểu hiện của vàng lá tối rễ. Thì nguyên nhân tại sao là cái vườn này nó dễ bị tình trạng vàng lá tối rễ như vậy? Bởi vì đầu tiên là cái phần ký thiết ban đầu của mình thì đây là đất ruộng. Nhưng mà lúc đầu mình lên xong rồi mình đổ đất lên nữa thì thành ra là mình không có cái mô. Cái mô của mình rất là thấp thì bà con ha. Mô rất là thấp thì khi mà mưa nhiều mình sẽ rất dễ bị úng nước ở phần gốc, và bị ẩm, cái độ ẩm ở phần gốc nó cao. Thì thành ra là rễ mình nó yếu. Và bên cạnh đó là cái cách đi phân. Thì các chú đi phân mình không thường xuyên quan tâm tới bộ rễ bằng những cái sản phẩm để mình tưới, giúp cho bộ rễ của mình nó phát triển cách đồng đều. Thì cây của mình nó thường xuyên là bị cái tình trạng là vàng lá. Thì đối với những vườn mà nó đã kiến thiết ban đầu như thế này rồi thì đối với những vườn này bây giờ mình sửa sai nó khó, bởi vì không thể nào làm cho cái đất của mình nó cao lên được, cái mô nó cao lên được. Bởi vì nó căn bản nó thấp như vậy rồi thì mình sẽ cố gắng mình xẻ những cái đường rãnh để cho nó thoát nước. Đây ví dụ đây mà con ha, đây là những cái phần giữa này ha. Ở đằng kia là mình có những cái mương nước đây nè, nó có những cái mương thế này thì mình cố gắng mình sẽ xẻ những cái rãnh nhỏ thôi ha. Mình dùng mình thuê người, mình dùng tay cũng được, mình xẻ những cái rãnh ở đây để cho nước nó thoát ra bớt những cái mương chính như vậy, để cho mùa mưa cây mình nó đỡ bị đọng nước hơn. Và bên cạnh đó thì định kỳ mình sẽ sử dụng những cái sản phẩm mà nó có tính là kích thích bộ rễ, cũng như là chăm sóc bộ rễ nó phát triển tốt. Ví dụ axit humic nè, rồi những cái axit fulvic, rồi những cái trung vi lượng giúp bộ rễ mình phát triển mạnh, thì mình phải định kỳ mình sử dụng. Mình đừng để nó vàng rồi mình mới mang đi mình tưới thì nó sẽ rất là bất lợi cho cái việc chăm sóc cây của mình. Thì mình nên phòng ngay từ đầu bà con ha. Đó là về vấn đề gốc rễ và lá của vườn này. Ở trên lá thì thường xuyên gặp sâu bệnh. Ở đây sâu bệnh ở đây thì bà con có thể nhận thấy là cái sâu vẽ bùa ha. Sâu vẽ bùa ở đây thể hiện rất là rõ trên lá của mình. Đây là những cái lá nó bị sâu vẽ bùa. Đa số thì cây bưởi da xanh ở trên lá nó có hai cái loại sâu hại bà con mình thường gặp nhất, đó là sâu vẽ bùa và nhện đỏ. Đó là trên lá bà con ha. Thì bà con mình chú ý mỗi lần mà cây của mình nó ra đọt non thì mình phải phun thuốc bảo vệ thực vật. Thuốc bảo vệ thực vật ở đây mình phun đúng ngày. Đối với nhện đỏ và sâu vẽ bùa quan trọng nhất là mình phun đúng ngày, chứ không cần thuốc quá mạnh bà con ha. Thì cái này mình có thể sử dụng tinh dầu để phun cũng được, nó an toàn cho sức khỏe của mình, mà cái khả năng phòng ngừa cái nhện đỏ sâu bùa khá là tốt. Còn ngoài ra thì những mùa mưa hoặc những lúc mà độ ẩm không khí nó cao, độ ẩm nhiệt nó cao thì mình sẽ thường xuyên gặp cái bệnh ghẻ loét nữa, thì cái đó mình phải phòng. Như bây giờ là mùa nắng thì mình cũng không cần quan tâm tới ghẻ loét nhiều lắm bà con ha. Rồi tiếp theo mình nói tới vấn đề là cái chất lượng trái, cái mẫu mã trái ở vườn này.
thì ở vườn này á, thì trái nó không đồng đều với nhau. Có những trái thì vỏ nó khá là dày, như trái này đây là vỏ khá là dày nè bà con. À, đây có khá là dày và vỏ đang bị côn trùng nó chích hút nè. À, rồi một số trái thì vỏ khá là đạt nhưng mà cái da của mình nó không được xanh, nó không được xanh ha. Nhưng những cái này da nó bị ngã vàng nè. À, những cái trái bưởi này là da nó bị ngã vàng. Thì khi trái mình nó bị ngã vàng thì thương lái họ cũng sẽ không có cũng có mua được cái giá cao cho mình. Đó, và những cái lý do này là bởi vì cái cách mình đi phân cũng như là cách mình phun phun dinh dưỡng ở trên lá. Thì nói chung mấy chú làm ở đây cũng là mô hình mình bắt đầu mình tự phát mình làm ở đây, cũng không có người hướng dẫn chi tiết, thành ra là mình không nắm được là cái giai đoạn nào mình đi phân cho nó thích hợp và cái liều lượng mình đi phân như thế nào. Thì cũng nhắc lại bà con chút về cái cách mình đi phân ha. Trái bưởi da xanh của mình thì nó phân chia làm hai đoạn, hai giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất đó là trái từ tháng thứ nhất tới tháng thứ tư, là lúc mà cái trái của mình nó hình thành lên cái kích thước của quả. Thì lúc đó mình sẽ đi phân là 20-20-15, với cái định lượng là nếu mình nuôi 100 trái thì mình sẽ 50 trái thì mình sẽ đi khoảng độ là nửa ký phân bà con ha. Nửa ký 500g phân NPK 20-20-15 cho mình nuôi 50 trái. Đó là cái định lượng phân của mình để mà mình bón. Và giai đoạn sau từ tháng từ sáng thứ tư trở đi qua tới lúc mình cắt trái là khoảng 3 tháng cuối á, thì lúc đó bà con mình sẽ sử dụng cái công thức là 15-5-25 hoặc là những công thức tương tự để mình bón, giúp cho cái trái mình nó ngọt cũng như là nó hình thành nên cái độ mỏng vỏ. Tuy nhiên đây chỉ là cái công thức chung bà con ha, còn nó còn rất là nhiều cái biến thể trong quá trình mình bón phân. Ví dụ như trái trên cây của mình á, thì có lúc thì trái nhiều trái nhỏ, rồi nhiều trái to, rồi có nhiều lứa trên cây. Thì cái cách mình đi phân á, thì lúc đó mình sẽ phải thay đổi nó rất là nhiều cái công thức nó luân phiên ở trong đó. Thì Minh Khoa có làm một cái video tổng quan về cái mặt bón phân này, bởi vì video rất là dài. Nếu bây giờ mà nói lại về cái video đó thì cái video này nó thành ra nó rất là dài. Thì Minh Khoa sẽ để cái đường link ở bên dưới cái video thì bạn bấm vào xem ha. Chi tiết cái cách mình nuôi bón phân, mình nuôi trái chuyền. Đó, thì vườn này là gặp phải hai cái tình trạng là trái của mình nó cái màu da nó bị vàng, nó không đẹp. Và cái một số trái thì nó bị dày vỏ, như là một số nó bị sồ. Đó là vấn đề về trái bà con ha. Mình nói tiếp một chút là về vấn đề bông và trái non. Thì vườn này giờ đang ra những cái lứa bông. Lứa bông này là lứa bông thuận vụ. Cái này là nó tự nhiên nó ra thôi bà con. Bởi vì cái thời điểm mà sau khi kết thúc mùa mưa mà nó chuyển sang mùa nắng thì đất của mình nó khô ráo đi, cộng với lại thời tiết nó chuyển lạnh, thì cây của mình nó sẽ ra bông một cách tự nhiên như thế này. Đây, những cái bông nó ra như thế này. Đấy. Thì nãy giờ mình qua đi, mình qua có thấy là những cái bông mà nó nở trước á, thì nó bị bọ trĩ, nó tấn công rất là nhiều. Khi đậu trái non thì mình phải bẻ bỏ đây bà con. Đây, đây bà con ha. Đây là những cái trái nó đã đậu trước đó rồi. Thì bây giờ mình, đây, nó rất là dễ bị rụng đây. Đây, những cái trái này rất dễ bị rụng và nó bị con bọ trĩ nó tấn công bà con thấy ha. Đây, những cái vết chích này. Tại vì mình có quay bằng cái điện thoại cho nên cái vấn đề lấy nét của nó khó. Thì bà con mình không có thấy được những cái nhỏ này. Nhưng mà cái tình trạng là cây của mình khi mà trái nó đậu rồi nó bị bọ trĩ rất là nhiều. Cũng như là lúc mà mình ra bông á, mình không có bổ sung cái dinh dưỡng trung vi lượng, rồi những cái canxi bo mình dưỡng, thành ra trái mình nó rất là dễ bị rụng cuống, rụng trái. Thì cái đó bà con mình phải lưu ý về cái công thức mà mình phải phun. Nếu như bà con mình tối thiểu mình trồng vườn á, mình làm không theo một cái bài bản chuẩn nào hết, thì khi ra bông thì bà con mình nhớ đầu tiên là cái canxi bo là mình phải phun. Thì canxi là cái nguyên tố trung lượng, còn bo là nguyên tố vi lượng. Thì hai nguyên tố này nó rất cần thiết cho cái giai đoạn cây của mình ra hoa. Thì nó sẽ làm cho cái cuốn bông của mình nó mập hơn, nó dai hơn. Và cái trái mình nó phát triển một cách đồng đều hơn, ít bị rụng trái. Và cái vấn đề bọ trĩ bà con ha, bà con thấy trái bọ trĩ nó bò này thấy không? Chắc là bà con mình thấy rõ à, đây là bọ trĩ này. Thì khi mà mình để mà bông nó lớn thế này rồi, mình trĩ rất là khó. Bởi vì mình úp cái bông lại thế này, thì bọ trĩ nó nằm nguyên ở trong cái bông này. Mình xịt thuốc, nếu mà thuốc mà không có tính lưu dẫn hoặc thấm sâu thì nó sẽ không vào trong này được. Phun ngoài đây thì con bọ trĩ trong không bao giờ chết. Và khi nó nở trái rồi thì mình sẽ không có trị được con bọ trĩ. Thì như vậy thì mình phải phun từ ngay lúc mà còn nhỏ thế này. Bảo thấy đây là những cái bông nó bắt đầu nó nhú. Nó nhú ra như thế này. Người ta gọi là nhú hạt gạo, vì cái hình dáng kích thước của nó tương đương với hạt gạo thì người ta gọi là nhú hạt gạo. Thì khi nó ra thế này rồi bà con phải phun ngay rồi canxi bo với lại là thuốc bọ trĩ bà con ha. Thì nó cũng chi phí nó không cao đâu,
Nếu như bà con mình mà chịu khó hơn mà tiết kiệm hơn á, thì mình có thể đi mình đi chớp vào bông, mình không cần phun toàn cây mà mình chớp vào những cái bông của mình để mà bảo vệ những cái bông của mình. Bởi vì đối với cây bưởi da xanh, chỉ cần mình phòng được con bọ trĩ thì coi như là mình đã tỷ lệ thành công của mình đã chiếm được 5% rồi. Bởi vì dù mình có dinh dưỡng mình tốt cỡ nào, bông mình đậu có đẹp cỡ nào, nhưng mà không giữ được bọ trĩ thì nó sẽ hư luôn cái cây trái non của mình, rất là bất lợi bà con ha. Thì bà con mình lưu ý về thuốc bọ trĩ thì bây giờ nó có rất là nhiều loại bà con ha, cả thuốc hóa học và thuốc sinh học. Thì mình Khoa sẽ để một số cái hình ảnh về thuốc bảo vệ thực vật, thuốc để chuyên phòng con bọ trĩ vào ở trong cái video, bà con mình xem tham khảo ha. Nếu bà con mình cần thì cứ liên hệ với mình Khoa. Rồi mình sẽ đi tiếp với Phương xem mà còn vấn đề gì cần phải chia sẻ với chú vườn nữa không ha. Đây đợt này những cây suy thì nó ra trái càng nhiều nha bà con. Những cây suy này thì nó tự nó ra bông càng nhiều hơn và dẫn tới cây của mình nó càng ngày càng suy kiệt hơn. Đây như cây này là cái tình trạng cây mình rễ rất là yếu thì nó ra bông rất là nhiều, đậu trái này. Đây những trái này là bị hư hết rồi nha bà con. Này trái nó cái màu nó không xanh bóng và nó bị chấm 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 này. Này là bọ trĩ nó tấn công hết rồi. Đây qua đây. Những cái trái thế này bà con ha. Đó rồi thì mình tổng hợp lại vườn của chú Phước ở đây thì nó có tình trạng là cây của mình nó bị vàng lá thối rễ do là cái vấn đề mình chăm sóc ngay từ ban mình kiến thiết ngay từ ban đầu, lên mô không có cao cũng như là mình đi phân nó chưa hợp lý. Còn về trái thì hai cái tình trạng chính đó là cái trái của mình nó bị dày vỏ, bị sồ và da của mình nó không được xanh bóng. Còn về bông thì nó gặp tình trạng bọ trĩ tấn công rất là nhiều. Còn về lá thì nó bị sâu vây bùa và nhện đỏ tấn công. Đó là những cái vấn đề mà vườn này gặp phải. Thì hy vọng ra video này nếu bà con mình xem thì những vườn nào mà có tình trạng tương tự thì mình sẽ xử lý theo những cái cách mà Minh Khoa chia sẻ nãy giờ. Nếu bà con mình chưa nắm được cách xử lý thì có thể liên hệ với Minh Khoa ha. Minh Khoa sẽ tư vấn cho bà con mình về cách xử lý. Thì xin chào bà con và hẹn gặp bà con trong những cái video sau.